vừa rồi là một trong những lần hiếm hoi mà thí sinh của chúng tôi đã đoán được chính xác cả phần giờ và phần phút của thời gian bí ẩn. Đó chính là bạn Bảo Thu. Xin chúc mừng bạn. Cảm ơn tất cả các bạn. Cảm ơn anh. Dạ, Thanh Huyền thấy không? Niềm vui của bạn Bảo Thu của chúng ta đến tột cùng. Và bạn đã chạy hết phim trường của chúng ta. Một lần nữa lại xin chúc mừng bạn. Và như vậy là với 58 giây, bạn còn dư đến 6 giây mà bạn đã đoán được phần giờ và phần phút của chúng tôi. Bây giờ Thanh Hòa Hiệp hãy cho bạn thấy bước màn bí mật của chúng ta đi. Đúng rồi, nhưng mà Hòa Hiệp nghĩ rằng bạn Bảo Thu của chúng ta đã biết được thời gian bí mật của chương trình rồi, đúng không? Bây giờ thì chúng ta sẽ xem tính tiếp theo. Đó chính xác là 7 giờ 11 phút. Như vậy là một phần thưởng trị giá là 9 triệu đồng đã thuộc về bạn Bảo Thu. Như vậy thì bây giờ anh Hòa Hiệp, bạn Bảo Thu đã có trong tay bao nhiêu tiền thưởng rồi nhỉ? 2 triệu đồng khi đến tham gia chương trình, 2 triệu đồng chiến thắng ở vòng 1 và 9 triệu đồng chiến thắng ở vòng 2. Tức là bạn được đến 13 triệu đồng. 13 triệu đồng, một phần thưởng cao nhất của chương trình này. Bạn có muốn phải là chia sẻ với quý vị khán giả không ạ? Được tham gia chương trình này em rất là vui. Cảm ơn tất cả các bạn, cảm ơn anh Hoàng Hiệp, cảm ơn chị Thanh Huyền nhiều lắm. Tất cả mọi người. Bây giờ thì bạn đã hết hồi hộp chưa? Lúc trước khi tham gia trò chơi thì bạn cứ là nói: anh Hiệp ơi em hồi hộp quá, không biết em có chiến thắng hay là không. Bây giờ thì như thế nào? Cũng có hồi hộp chút chút nhưng mà vui như là hồi hộp anh. Nếu mà được hồi hộp như bạn mà có thể giành được một phần thưởng cao như vậy thì Huyền cũng muốn hồi hộp lắm. Xin cảm ơn bạn đã đến với chương trình của chúng tôi. Xin chúc mừng bạn. Xin chào và hẹn gặp lại bạn. Cảm ơn anh. Xin chào bạn. Cảm ơn chị. Vừa rồi chúng ta đã tận hưởng cùng niềm vui sướng tận cùng của bạn Bảo Thu khi bạn đã chinh phục 2 vòng chơi và ẩm giải cao nhất của chương trình, đó chính là 13 triệu đồng. Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp được thí sinh chiến thắng được 13 triệu đồng, có phải không Thanh Huyền? Bởi vì vòng thi đoán thời gian bí ẩn này quá khó và những thí sinh như bạn Bảo Thu là rất hiếm hoi. Nếu như quý vị và các bạn muốn là thí sinh lên tham gia chương trình chinh phục thời gian thì hãy đăng ký theo địa chỉ công ty cổ phần Lasta, số 23 Phùng Khắc Quang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Và đừng quên đón xem chương trình của chúng tôi vào lúc 19:30 mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình được phối hợp thực hiện giữa đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh và công ty cổ phần Lasta. Xin cảm ơn nhãn hàng Panadol cảm cúm đã tài trợ cho chương trình này. Thời gian dành cho chương trình đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào chủ nhật tuần sau với chương trình Chinh phục thời gian. Bạn vừa có câu bập bênh rất là dễ dàng. Hãy chọn ngôi nhà có thùng báo lớn nhất. Bạn có thể dừng xe lại và lấy báo lên. Bây giờ cố gắng lên nào, chúng ta còn 3 ngôi nhà phải hoàn thành. Bây giờ là 7 giờ. Bấm thời gian đi bạn. Bạn phải giảm giờ lại. Giảm giờ lại.